chương 29 giấc mơ Hermione xoa trán nói "Ờm, um, chuyện suy ra như vậy, hoặc là ông Crouch tấn công anh Victor, hoặc là người nào khác đã tấn công cả hai người đó khi anh Victor không nhìn thấy." Ron nói ngay, "Chắc là ông Crouch đánh rồi, cho nên ổng mới biến mất khi Harry và thầy Dumbledore trở lại. Đánh xong thì ổng phải chạy đi chứ?" Harry lắc đầu ừ, Mình không nghĩ như vậy Trong ông ấy yếu ớt ghê lắm Mình không chắc ông thực hiện nổi phép độn thổ Hay là phép thuật nào khác đâu Hermione nói Mình đã nói với mấy bồ báo nhiêu lần rồi Là không thể độn thổ trong sân trường hot quát kia mà Ron hào hứng lên Được rồi, được rồi, được rồi à, Còn cái lý thuyết này thì sao nè Rum tấn công ông Crow Khoan khoan, chờ nói hết đã Ờ... À, rồi tự làm cho mình bất tỉnh thì sao ờ à, và rồi ông Crow bốc hơi đi phải không ờ ha rạng ngày hôm sau harry Ron và hermione lẻn ra khỏi phòng ngủ của tụi nó rất sớm và cùng nhau vội vã trèo lên chuồng cú để gửi thư cho chú sirius bây giờ tụi nó đang đứng nhìn ra sân trường mù sương cả ba đứa đều bụp mắt và xanh xao vì tụi nó thức tới khuya lắc khuya lơ hồi hôm để nói chuyện về ông Crouch. Hermione nói, Harry, bồ kể lại hết coi, Thực ra ông Crouch đã nói cái gì? Harry nói, Mình đã kể bồ nghe rồi, những điều ông nói không có ý nghĩa lắm. Ông nói, ông muốn cảnh báo cụ Dumbledore điều gì đó. Ông chắc chắn là có nhắc đến bà Bertha Jorkins, và dường như ông nghĩ là bà đã chết. Ông cứ nói hoài cái chuyện lỗi lầm của ông. Ờ, ông cũng nhắc tới con trai của ông. Hermione gắt gỏng. Như vậy, lỗi lầm của ông chứ còn gì nữa? Harry nói. Ông mất trí rồi. Một nửa thời gian là ông nói như thể ông tưởng vợ con ông vẫn còn sống. Và ông cứ nói với Percy về công việc và ra chỉ thị cho ảnh. Ron ngập ngừng, ướm thử. Ừ, và nhắc lại giùm mình coi, ông nói cái gì về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Harry lặp lại một cách ngao ngán. Mình đã nói với bồ rồi, hắn đang ngày càng mạnh hơn. Yên lặng, rồi Ron nói với một giọng tin tưởng giả tạo. Ờ, nhưng mà ông mất trí rồi như bồ nói đó thành ra một nửa điều ông nói chắc chắn là cái điều mong muội mà thôi. Harry nói. Ông có vẻ tỉnh táo nhất khi ông cố gắng nói đến Voldemort. Ron nhăn mặt khi nghe cái tên Harry vừa thốt ra. Ông ấy gặp khó khăn thật sự khi thốt ra thành lời. Nhưng đó là lúc ông có vẻ biết rõ mình đang ở đâu hơn hết. Và biết là ông muốn làm cái gì. Ông cứ nói đi nói lại là ông cần gặp thầy Dumbledore. Harry rời cửa sổ và bắt đầu ngóng nhìn lên những thanh song song đỡ nóc chuồng cú những chỗ chim đậu hầu như trống vắng đến một nửa thỉnh thoảng một con cú bay ào qua cửa sổ rà xuống chỗ đậu của mình sau khi trở về từ chuyến săn đêm với một con chuột ngoạm trong mỏ harry nói một cách cay đắng nếu mà thầy Snape không cầm chân mình thì mình và thầy Dumbledore đã có thể đến đó kịp lúc. Nào là ông hiệu trưởng đang bận, Potter à? Nào là chuyện tầm bấy tầm bãi gì hả, Potter? Tại sao ông không thể tránh ra cho đỡ rách việc chứ? Ron đáp ngay. Ờ, có lẽ là ông không muốn cho bồ đến đó. Có lẽ... Ờ, biết đâu. bộ nghĩ coi, ông có thể xuống tới khu rừng nhanh cỡ nào hả? bộ có tính tới chuyện ông đã qua mặt bồ và thầy Dumbledore không? Harry nói. Không đời nào Trừ khi ông biến thành dơi hay đại khái như vậy Ron lẩm bẩm Cũng không thể bỏ qua ông này được Hermione nói Tụi mình phải đến gặp thầy Moody Tụi mình cần coi xem thầy có kiếm ra được ông Crow không Harry nói Nếu thầy có đem theo tấm bản đồ của đạo tặc Thì chắc là sẽ dễ kiếm ra thôi Ron nói nếu mà ông Crow chưa ra khỏi khuôn viên sân trường Bởi vì bản đồ chỉ hiện ra người ta bên trong đường ranh mà thôi Hermione chợt nói khẽ Shh. Ai đó đang trèo lên cầu thang đến chuồng cú Harry có thể nghe tiếng hai người đang cãi nhau Càng lúc càng gần Đó là thư tống tiền Đúng như vậy Tụi mình sẽ gặp vô số rắc rối vì chuyện đó Tụi mình đã tỏ ra lịch sự đã tới lúc chơi độc Như ổng vậy đó Ổng đâu có muốn bộ pháp thuật biết chuyện ổng đã làm Tao đang nói với mày là nếu mày viết điều đó trong thư Thì nó sẽ thành thư tống tiền Ừ, chừng nào tụi mình trả được một món béo bở Thì mày sẽ không phàn nàn nữa chứ gì Cánh cửa vào chuồng cú mở bung ra Fred và George bước qua ngưỡng cửa Và đứng sững trước mặt bọn Harry, Ron và Hermione Ron và Fred cùng thốt lên một lúc. Tụi bay làm gì ở đây? Các anh làm gì ở đây? Harry và George cùng đáp. Gửi thư. Hermione và Fred cùng hỏi lại. Cái gì? Giờ giao nay à? Fred nhe răng cười, nó nói. Hờ, tốt. Tụi tao sẽ không hỏi tụi bay làm cái gì nếu tụi bay không hỏi tụi tao. Fred đang cầm trong tay một lá thư đã niêm phong. Harry liếc bức thư, nhưng Fred chẳng rõ ngẫu nhiên hay cố ý lại chuyển bức thư sang tay khác, khiến cho tên người nhận trên bì thư bị che mất. Fred làm một điệu bộ cuối chào bán bổ và chỉ ra cửa. Thôi không dám cầm chân tụi bay lâu. Ron không nhúc nhích, nó hỏi. Hai anh định tống tiền ai? Nụ cười biến mất trên gương mặt Fred. Harry nhận thấy George liếc mắt nửa vời sang Fred trước khi cười với Ron. Nó nói một cách dễ dãi. <laughs> Đừng có ngu, chỉ là nói giỡn chơi thôi mày. Ron nói, nghe không có giỡn chút nào hết trơn á. Fred và George nhìn nhau, rồi Fred đột ngột nói. Tao đã nói trước với mày rồi mà Ron. Mày đừng có chỏ mũi chuyện người khác nếu mày muốn cái mũi của mày giữ nguyên dạng hình của nó. Tao không hiểu tại sao mày lại. Ron nói. Nếu mà anh gửi thư tống tiền ai đó, thì em tất sẽ chỏ mũi vô chứ. Anh George nói đúng. Anh sẽ gặp vô số rắc rối vì chuyện đó cho mà coi. George nói. Đã nói với mày là tao giỡn chơi mà. George đi tới chỗ Fred. Giật lá thư ra khỏi tay Fred và bắt đầu cột lá thư vô chân của một con cú heo. Nói tiếp. Mày đó, bắt đầu hơi bốc mùi của ông anh yêu dấu của chúng ta rồi đó, Ron. Cứ giữ cái giọng đó thì sẽ có ngày mày trở thành huynh trưởng thôi. Ron nổi nóng lên. Không đời nào! George đem con cú heo tới bên cửa sổ và liễn nó ra ngoài. Rồi quay lại nhe răng cười với Ron. Hừm. Nếu vậy thì stop dùm cái vụ biểu người ta làm cái này với cái kia đi. Thôi, lát nữa gặp lại nghe. George và Fred bỏ ra khỏi chuồng cú. Harry, Ron và Hermione đứng nhìn lẫn nhau. Hermione thì thầm. Mấy buồn nghĩ coi, họ có biết gì về tất cả những chuyện này không? Chuyện của ông Crow và các thứ khác ấy. Harry nói, không, nếu là chuyện nghiêm trọng đến như vậy thì mấy ảnh sẽ báo cho người nào đó biết Mấy ảnh sẽ báo cho thầy Dumbledore biết chứ Tuy nhiên Trong Ron bồn chồn hết sức Hermione hỏi Ừ Có chuyện gì vậy Ron chậm rãi nói Ờ à, Mình không biết là mấy ảnh có làm thiệt hay không Dạo gần đây Hai ảnh Hơi bị chuyện kiếm tiền ám ảnh mình đã để ý thấy điều này khi mình quẩn quanh với mấy ảnh lúc lúc mà lúc mà tụi mình nghỉ chơi nhau đúng không henry nói hết câu giùm ron và nói tiếp ừ nhưng mà chuyện tống tiền thì ron nói chẳng là hai ảnh nảy ra cái ý tưởng mở một cái tiệm giỡn mình cứ tưởng là hai ảnh chỉ nói như vậy để chọc giận má cho vui thôi nhưng mà hai ảnh lại làm thiệt muốn bắt đầu khai trương một cái Hai ảnh chỉ còn học ở Hogwarts có một năm nữa thôi Hai ảnh cứ nói hoài về chuyện Đã đến lúc phải nghĩ tới tương lai Mà ba thì không thể nào giúp hai ảnh được Và hai ảnh cần có vàng để gầy dựng cửa hàng Bây giờ đến phiên hôm Hermione tỏ ra lo lắng Ừ, nhưng mà... Nhưng mà chắc họ không làm gì trái luật pháp để có vàng đâu Ron tỏ ra nghi ngờ Biết đâu được mình không chắc nữa Hai ảnh đâu có ngại ngùng gì lắm Cái chuyện vi phạm nội quy Đúng không Hermione trông có vẻ hoảng sợ tới đây Ừ Nhưng mà Nhưng mà đây là luật pháp chứ bộ Đây đâu có phải là chuyện vi phạm Mấy cái quy định dớ dẫn ở trường Nếu mà tống tiền Thì họ sẽ lãnh hậu quả Tệ hại hơn hình phạt cấm túc nữa đó Ron à Có lẽ bộ nên mét với anh Percy đi Ron nói Bộ điên hả? Mét với anh Percy hả Ảnh dám trở thành một ông Crow nữa đó Và đem hai ảnh nộp vô tù lắm á Ron nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ Mà con cú của Fred và George đã bay đi mất hút Rồi nó nói Thôi đi, tụi mình đi ăn sáng đi Khi tụi nó cùng leo xuống cái cầu thang xoắn Hermione nói Mấy bồ có thấy bây giờ mà đến gặp thầy Moody Thì có quá sớm hay không? Harry nói Có chứ Mới sáng sớm như vậy mà tới đến thức thầy Thì rất có thể thầy tống tụi mình văng ra khỏi cửa ngay Thầy sẽ tưởng tụi mình tìm cách tấn công thầy Trong khi thầy đang ngủ Tụi mình hãy chờ đến giờ ra chơi đi Buổi học lịch sử pháp thuật Chưa bao giờ trôi qua chậm rì rì như vậy Harry cứ ngó chừng đồng hồ của Ron Bởi vì rốt cuộc Nó đã quẳng cái đồng hồ hư của nó đi rồi Nhưng bây giờ Cái đồng hồ của Ron chạy chậm đến nỗi Harry dám thề là cái đồng hồ này cũng ngừng chạy rồi. Cả ba đứa nhỏ mệt mỏi đến nỗi tụi nó mà được đặt đầu xuống bàn ngủ một giấc cũng là hạnh phúc. Ngay cả Hermione cũng không ghi chép như mọi khi mà ngồi tựa đầu lên bàn tay đăm đăm nhìn giáo sư Beans với đôi mắt lạc thần. Cuối cùng khi chuông reo tụi nó lật đật chạy ngược lên hành lang đến phòng học phòng chống nghệ thuật khắc ám và thấy giáo sư Moody đang đi ra khỏi lớp trông thầy cũng mệt mỏi y như tụi nó. Mí mắt con mắt bình thường của thầy cụp xuống, khiến cho gương mặt của thầy càng thêm méo. Khi tụi nó chen qua đám đông để đi đến gần thầy, Harry gọi, Dạ, thưa giáo sư Moody. Giáo sư Moody lào bào, Chào Potter. Con mắt phép của thầy theo dõi hai học sinh năm thứ nhất vừa chạy ngang qua. Trong tụi nó có vẻ lo lắng. Rồi con mắt đó đảo trồng để nhìn theo hai đứa kia ở khúc quanh sau đó mới nói tiếp vô đây thầy lùi lại để cho ba đứa nhỏ bước vô phòng học trống trải rồi khập khiễng đi theo tụi nó sau khi đóng cửa lại harry hỏi ngay không cần bao đầu thầy có tìm được ổng không ông crow ấy à? thầy mua đi nói không thầy đi tới bàn giấy và ngồi xuống duỗi cái chân gỗ ra kèm theo một tiếng rên nhẹ rồi rút cái be nước đeo bên hông của thầy ra Harry hỏi Thầy có dùng tấm bản đồ không? Thầy muốn đi hớp một ngụm từ cái be sành Nói Ừ, dĩ nhiên rồi Thầy đã bắt chước con, Potter Dùng bùa chú triệu tập để triệu nó từ văn phòng thầy bay vô rừng Nhưng chẳng thấy ông ta đâu cả Ron nói uh, vậy là ông đổn thổ Hermione nói Ron, người ta không thể nào động thổ trong khuôn viên sân trường được ông ấy có thể có những cách khác để biến đi không thưa thầy con mắt phép của thầy Moody khẽ lay động khi nhìn hermione thầy nói với cô bé con là một học sinh nữa có thể nghĩ đến chuyện sau này trở thành một thần sáng đó đầu óc con suy nghĩ sáng suốt lắm ranger hermione đỏ bừng mặt vì sung sướng harry nói nhưng mà sao lại không nhìn thấy chứ Tấm bản đồ hiện ra cả những người vô hình mà Như vậy chắc ổng đã ra khỏi sân trường rồi Hermione hâm hở nói Chẳng lẽ bằng chính sức lực của ổng hay sao Hay là có ai khác đã đem ổng đi Ừ phải đó Ai đó có lẽ đã 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 kéo ổng lên một cây chổi thần Và đem theo ổng bay đi Cũng có thể lắm chứ bộ Ron hấp tấp nói vừa nhìn thầy mua đi một cách tràn trề hy vọng như thể nó cũng muốn được nhận xét là nó cũng có triển vọng trở thành một thần sáng tương lai thầy mua đi chỉ lao bạo chúng ta không loại trừ khả năng bắt cóc ron nói ờ à, vậy thầy có tính đến khả năng ông ấy đang ở gần làng hogsmeat không à thầy mua đi lắc đầu ông ấy có thể đang ở bất cứ nơi đâu điều duy nhất mà chúng ta biết chắc chắn là ông không có ở đây rồi thầy ngáp một cái thiệt bự đến nỗi bộ mặt đầy thẹo của thầy chảy dài ra và cái miệng méo xẹo của thầy há lộ ra mấy cái răng súng xong thầy nói Ê, à... nghe đây cụ dumbledore đã nói cho thầy biết là ba đứa con tự phong cho mình làm tham tử nhưng mà các con chẳng làm được gì cho ông crow đâu hiện giờ bộ pháp thuật đang tìm kiếm ổng cụ dumbledore đã báo cho họ biết sự việc À? con hãy chú tâm đến bài thi thứ ba của con. Harry nói. Bài thi gì ạ? À, dạ dạ. Từ lúc Harry cùng với rum rời khỏi mê lộ hồi tối hôm qua cho tới bây giờ, nó đã chẳng hề nghĩ một chút xíu gì đến cái bài thi nó sắp phải thực hiện. Thầy Moody ngước lên nhìn Harry và gãi cái cầm ngắn đầy thẹo của thầy. Ờ, à, cái bài thi này gãi đúng ngay sở trường của con đó theo như những gì mà cụ Dumbledore đã nói với thầy, thì con đã xoay sở để vượt qua những thứ đó nhiều lần rồi. Hồi năm thứ nhất con đã từng mở đường vượt qua hàng loạt trở ngại canh giữ hòn đá phù thủy, phải không? Ron nhanh nhẩu nói, Dạ, nhờ tụi con giúp. Hermione và con đã giúp đỡ Harry. Thầy Moody toét miệng cười. Hờ, được. Các con hãy giúp Harry thực tập cho bài thi này Thầy sẽ rất ngạc nhiên nếu mà Harry không chiến thắng đó. Đồng thời kiên trì cảnh giác ngay Potter. Thường xuyên cảnh giác. Thầy Moody lại tu một hơi dài từ cái be sành của thầy. Con mắt phép của thầy đảo một vòng ra cửa sổ. Từ cửa sổ này có thể nhìn thấy chóp cao nhất của cột bườm tàu Dumstrang. Con mắt bình thường của thầy Moody nhìn Ron và Hermione. Thầy bàn bạc với tụi nó. Hai đứa con, hai đứa hãy theo sát Potter, được không? Thầy để mắt đến mọi thứ, nhưng cùng một lúc thì... Cảnh giác không bao giờ là thừa hết. Ngay sáng hôm sau, chú Sirius gửi cú về cho tụi nó ngay. Con cú của tụi nó vỗ vỗ cánh đáp xuống bên cạnh Harry cùng lúc với một con cú vàng nâu đậu ngay trước mặt Hermione quằm chặt một tờ nhật báo tiên tri trong mỏ. Hermione cầm tờ báo, lướt qua mấy trang đầu. Nó nói, Ha, mụ ta chưa đánh hơi được vụ ông cloud." Rồi Hermione chụm đầu với Harry và Ron cùng đọc bức thư của chú Sirius để xem chú nói gì về những sự việc đầy bí ẩn xảy ra vào đêm hôm kia. Harry, con có nghĩ là con đang chơi cái trò gì không? mà con lại đi dạo với Victor Crum ở trong rừng. Chú muốn con thề với chú bằng cú hồi âm là từ nay trở đi con không bao giờ đi dạo với ai khác nữa vào ban đêm. Đang có một kẻ nào đó ở trường quát cực kỳ nguy hiểm. Chú thấy rõ ràng là kẻ đó muốn ngăn chặn không cho ông Rao gặp cụ Dumbledore. Và có lẽ con đã chỉ cách kẻ đó có vài bước chân trong bóng tối. Còn suýt nữa đã có thể bị giết rồi. Tên của con không ngẫu nhiên mà rớt vô cái cốc lửa đâu Nếu có kẻ nào đó mưu toan tấn công con Thì đây là cơ hội cuối cùng của hắn Con hãy luôn ở bên cạnh Hermione và Ron Đừng bao giờ ra khỏi tháp Gryffindor vào ban đêm Và hãy lo tự trang bị cho mình Để thực hiện bài thi thứ ba Hãy thực tập bùa choán và bùa chú giải giới Thêm một số thần chú nữa cũng không đến nỗi tạo lao Về chuyện ông Crouch thì con không thể làm gì được đâu. Hãy kềm nén mình lại và tự lo lấy cho bản thân mình trước đã. Chú chờ thư con hứa với chú là con sẽ không đi lang thang ra ngoài khuôn viên trường nữa. Chú serious Harry xếp lá thư lại, nhét vào túi áo chùng, nói giọng hờn dỗi. Hồi xưa, chú ấy đã làm đủ thứ trò ở trường rồi. Bây giờ chú lại lên lớp mình là mình không được ra khỏi khuôn viên trường. Chú ấy là ai chứ? Hermione nói ngay. Chú ấy lo lắng cho Bồ chứ Bồ. Giống như thầy Moody và bác Harris vậy đó. Thành ra Bồ nên nghe lời của họ. Harry nói, cả năm trời rồi có ai tìm cách hãm hại mình đâu? Chẳng có ai làm gì mình hết. Hermione nói, ngoài trừ chuyện bỏ tên Bồ vô trong cái cốc lửa. Mà họ làm vậy là có dụng ý đó Harry à. Chú khục khịch nói đúng đó. Có lẽ họ đang chờ một cơ hội tốt. Có lẽ phen này họ sẽ triệt được bồ. Harry mất hết kiên nhẫn. Coi nè, chúng ta cứ cho là chú Sirius đúng đi. Và ai đó đã đánh bất tỉnh anh Crum và bắt cóc ông Crow. Ừ, kẻ đó ắt hẳn ở ngay trong rừng cây gần kề một bên, đúng không? Nhưng kẻ đó đã chờ cho đến khi mình chạy xa khỏi chỗ đó rồi mới hành động, đúng không? Vậy thì mình có vẻ không phải là mục tiêu mà kẻ đó nhắm vô, đúng không? Hermione nói, nếu họ giết bồ trong rừng thì họ khó có thể làm ra vẻ như đó là một tai nạn. Nhưng nếu bồ chết trong lúc thực hiện một bài thi, Harry nói, họ đâu có bận tâm gì đến chuyện hãm hại anh Rum, hả? Tại sao lúc đó họ không trừ khử phức mình đi? Họ có thể dàn dựng như thế, mình và anh Rum đấu tay đôi, hay đại khái như vậy, Hermione tuyệt vọng bảo Harry ơi Mình cũng không hiểu Mình chỉ biết là Có rất nhiều điều kỳ quặc đang xảy ra Và mình không muốn Thầy Moody nói đúng rồi đó Chú Sirius cũng nói đúng Bồ cần phải tập trung luyện tập Cho bài thi thứ ba của bồ Ngay bây giờ Và bồ chắc chắn phải viết thư hồi âm cho chú Sirius Và hứa là bồ sẽ không bao giờ lẻn ra ngoài một mình nữa Sân trường Hogwarts chưa bao giờ trông hấp dẫn bằng cái lúc mà Harry bị bắt buộc phải ở lại trong lâu đài. Trong mấy ngày tiếp theo sau đó, Harry dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi của nó hoặc ở trong thư viện với Hermione và Ron để nghiên cứu bùa chú hoặc ở trong một phòng học trống nào đó mà tụi nó lẻn vô để thực tập. Harry đang tập trung vào bùa choáng, một thứ mà trước đây nó chưa từng xài qua. Cái rắc rối là thực tập bùa này phải cần đến một sự hy sinh nào đó về phía Hermione và Ron. Vào bữa ăn trưa hôm thứ hai, Ron đề nghị Hay là tụi mình bắt cóc bà Norris đi. Nó nằm ngửa thẳng cẳng giữa phòng học bùa chú vì vừa bị Harry đánh bùa choáng xiển liễn rồi được giải bùa cho tỉnh lại. Liền tu ti năm lần một lèo. Ờ, bộ thử làm cho con mèo đó xỉu đi một lát coi. Hay là bố có thể xài đỡ Dobby, Harry? Mình cá là Dobby sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì để giúp bố. Mình không phàn nàn hay là cái gì hết, nhưng mà mình đau ê ẩm khắp người rồi. Nó thận trọng đứng lên, tay xoa xoa hai cái be sườn. Ông Ioni sốt ruột nói, Bồ đó cứ hụt mấy cái gối hoài bố thấy không? Chỉ cần thử lại và ngã ngửa ra sao? Cô bé sắp xếp lại đống gối tụi nó đã dùng trong buổi học bùa tống suốt mà giáo sư Flickwick bỏ lại trong tủ. Ron tức giận nói. Khi mà bộ xỉu rồi thì làm sao mà bộ nhắm cho đúng được hả Hermione? Tại sao bộ không thử đi? Hermione hấp tấp nói. Thôi đằng nào thì Harry cũng làm được rồi. Và tụi mình cũng chẳng cần phải lo lắng đến bùa giải giới nữa. Bởi vì Harry dư sức làm phép đó từ lâu rồi. Mình nghĩ là tối nay tụi mình nên bắt đầu thực tập mấy cái thứ thần chú này. Hermione nhìn xuống cái danh sách mà tụi nó đã lập ra trong thư viện. Cô bé nói, Cái này coi bộ hay nè. Cái lời nguyện trắc trở này sẽ làm chậm lại bất cứ thứ gì định tấn công bồ đó, Harry. Tụi mình sẽ bắt đầu thực tập lời nguyện này trước. Chuông reo, ba đứa tụi nó vội vàng tống hết đống gối trở vô tủ của giáo sư Flickwick rồi chuồng khỏi lớp học. Hermione nói, Tới giờ ăn tối gặp lại nha cô bé đi đến lớp số học, trong khi Harry và Ron đi về hướng thấp bắc để học môn tiên tri. Những dải nắng vàng chói chang rọi qua mấy khung cửa sổ cao tạo thành những sọc rộng trong hành lang. Bầu trời bên ngoài màu xanh rạng rỡ như thể được tráng men. Khi Ron và Harry leo lên cầu thang để đến cái thang dây bạc dẫn tới cánh cửa sập, Ron nói: "Trong phòng cô Triloni." bây giờ chắc nóng như nung Cũng không bao giờ tắt giùm cái lò sưởi đó hết nó hoàn toàn đúng căn phòng được chiếu sáng lờ mờ nóng đến toát mồ hôi mùi củi lửa đượm hương nồng nặc hơn bao giờ hết đầu harry quay mòng mòng khi nó đi tới gần khung cửa sổ buông màn kín mít Thử lúc giáo sư Trelawney đang nhìn về hướng khác và đang bận tháo gỡ cái khăn hoàng cổ lòng thòng của cô khỏi dướng vô một cái chụp đèn Harry hé mở cửa sổ ra chừng hai phân rồi quay trở lại cái ghế bọc vải hoa sặc sỡ của nó nhờ vậy nó được hưởng một làn gió thoảng nhẹ vuốt qua mặt cực kỳ dễ chịu giáo sư trelawney ngồi xuống cái ghế có hai cánh hai bên đặt trước lớp học để nhìn quanh lũ học trò với đôi mắt mở to một cách lạ lùng các con yêu dấu chúng ta hầu như đã hoàn tất bộ môn tiên tri thiên thể tuy nhiên hôm nay sẽ là một cơ hội xuất sắc để khảo nghiệm hiệu quả của quả tinh bởi vì tinh tú này đang được đặt trong thời hiện tại một cách thú vị vô cùng nếu tất cả các con cùng nhìn theo cách này cô sẽ làm mờ bớt ánh sáng đi giáo sư vẫy cây đũa phép một cái và những ngọn đèn tắt phục bây giờ ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi là nguồn sáng duy nhất giáo sư trelawney cúi xuống và nhấc lên từ phía dưới cái ghế của cô Một mô hình thu nhỏ của Thái Dương Hệ Được đặt trong một cái vòm thủy tinh Đó là một món đồ rất đẹp Từng mặt trăng sáng chập chờn Quanh chín hành tinh Và một mặt trời bốc lửa Tất cả đều lơ lửng giữa không trung mong manh bên trong lớp kiến. Harry quể quải nhìn khi giáo sư Trelawney bắt đầu chỉ ra những góc độ do quả tinh kết hợp với hải dương tinh mà thành mùi khói đượm hương nồng nàn tạt qua mặt nó và làn gió mơ hồ thoảng nhẹ qua cửa sổ mơn trớn da mặt nó nó nghe tiếng một con côn trụng đang do da đâu đó sau tấm màn cửa sổ mi mắt nó bắt đầu sụp xuống harry đang cởi trên lưng một con cú đại bàng lao xuyên qua bầu trời xanh trong về hướng một ngôi nhà cũ kỹ phủ đầy cây thường xuân nằm trên một ngọn đồi Gió thổi êm dịu qua mặt Harry Nó và con cú đại bàng bay xuống thấp dần Thấp dần Cho đến khi xuống tới một cửa sổ tối thui Và bế toan của tầng lầu ngôi nhà Rồi bay vào bên trong Giờ đây Nó đang bay dọc theo một hành lang âm u Đến một căn phòng nằm ở chót cùng Nó bay qua cánh cửa đi vào căn phòng tối om Có những cửa sổ đã bị đóng dáng bít kín Harry rời lưng con cú đại bàng, bước xuống. Harry quan sát. Giờ đây, con chim đã vỗ cánh chấp chới bay ngang qua phòng. Đến một cái ghế bành quay lưng về phía Harry. Bên cạnh cái ghế, có hai cái bóng đen đổ xuống sàn phòng. Cả hai đều đang lai động. Một cái bóng là một con rắn khổng lồ. Cái bóng kia là một người đàn ông. Một người đàn ông lùn, hói, một người đàn ông có đôi mắt ướt ác và một cái mũi nhọn. Ông ta đang thở kho khe và thổn thức khóc trên tấm thảm trái trước lò sưởi. Từ đâu đó sâu thẳm trong cái ghế bành mà con cú đại bàng vừa đậu xuống, vang lên một giọng lạnh lùng, âm giật cao chói lói. Mì may mắn đó đuôi trùng. Mì đúng là rất ư may mắn cái trò sai làm ngớ ngẩn của mi chẳng tan phá được cái gì hết. Hắn chết rồi. Người đàn ông dưới sàn thở hổn hển. Thưa ngài, dạ thưa ngài. Tôi, tôi cũng vui mừng, cũng rất tiếc. Giọng lạnh lùng ngắt lời. Nagini, mi thì không được may mắn lắm. Rốt cuộc ta sẽ không đem đuôi trùng tổng vô miệng mi. Nhưng không hề gì, không sao Vẫn còn thằng Harry Potter đó Con rắn rít lên Harry có thể nhìn thấy cái lưỡi của con rắn thè ra chập chờn. Giọng lạnh lùng lại gian lên Bây giờ Đuôi trùng Có lẽ nên có thêm một chút nhắc nhở Tại sao ta sẽ không bỏ qua thêm một sai lầm ngớ ngẩn của mi Ôi Thưa ngài Đừng Giang xin ngài một đầu đũa xuất hiện từ phía khuất của cái ghế quay lưng lại Harry. Đầu đũa phép chĩa vào đuôi trùng, giọng lạnh lùng vang lên. "Crucio!" Đuôi trùng gào lên, tiếng gào nghe như thể mọi dây thần kinh trên cơ thể hắn đang bị đốt trên lửa. Tiếng gào xuyên thủng màng nhĩ của Harry, khi cái thẹo trên trán nó nhói lên đau buốt. Nó cũng thét lên. Voldemort có thể nghe tiếng nó Sẽ biết nó đang ở đó Harry! Harry! Harry mở mắt ra Nó đang nằm trên sàn phòng học của giáo sư Trelawney Hai tay đang bụng mặt Cái thẹo vẫn còn rác bỏng đau buốt Đến nỗi nó ứa cả nước mắt ra Cơn đau đó là cơn đau thực Cả lớp đang đứng chung quanh nó Và Ron đang quỳ bên cạnh nó vẻ mặt hải hùng John hỏi Bộ, bộ có khỏe không vậy? Dĩ nhiên là không rồi Giáo sư Trelawney nói Bà tỏ ra vô cùng xúc động Hai con mắt bự thô lố của bà Lom lom nhìn xuống Harry Ngó nó chầm chầm Chuyện gì vậy Potter? Sống truyền à? Hay là thần nhập? Con đã thấy cái gì? Harry nói dối Không có gì ạ à. Nó ngồi dậy Nó cảm thấy mình đang run Nó cũng không thể không nhìn quanh Cố tìm kiếm những bóng đen đằng sau nó Giọng của Voldemort nghe sao mà gần quá Giáo sư Trelawney nói Con đã bấu cái thẹo của con Con đã lăn lộn trên sàn nhà Bấu chặt cái thẹo của con Nói đi nào Potter Cô từng có kinh nghiệm về những vấn đề như vậy Harry ngước lên nhìn giáo sư Trelawney nó nói, "Con nghĩ là con cần tới bệnh thức, con nhức đầu quá." Giáo sư Trilani nói, "Cưng ơi, chắc chắn là con đã bị kích động bởi những xung động vô hình phi phàm trong phòng của cô. Nếu bây giờ mà con bỏ đi ra, con có thể sẽ mất đi cơ hội nhìn xa hơn những gì con từng nhìn thấy." Harry nói, "Con chẳng muốn nhìn thấy gì khác hơn là thuốc chữa nhức đầu." Harry đứng dậy Lớp học lùi lại Tất cả đều có vẻ hoang mang Harry thì thầm với Ron Gặp lại sau nha. Harry xách cặp của nó lên Đi về phía cái cửa sập Không để ý đến giáo sư Trelawney Cô đang biểu lộ một nét mặt Giận dữ khủng khiếp Như thể vừa bị từ chối Một bữa tiệc khoai khẩu Khi Harry xuống hết cái cầu thang dây Của giáo sư Trelawney Nó không đi tới bệnh thức nó không hề có ý định đi tới chỗ đó. Chú Sirius đã dặn dò nó phải làm gì một khi cái thẹo của nó phát đau lại, và Harry sắp làm theo lời dạy của chú Sirius. Nó đi thẳng đến văn phòng của Dumbledore. Nó đi xuống hành lang, nghĩ về những điều nó đã nhìn thấy trong giấc mơ. Cảnh đó rõ ràng là y hệt như giấc mơ đã từng đánh thức nó dậy trong ngôi nhà ở đường Privet Drive. Nó ôn lại những chi tiết trong đầu, cố gắng để chắc rằng nó nhớ hết những chi tiết đó. Nó đã nghe Voldemort buộc tội đuôi trùng phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng mà con cú đã đem lại tin lành rằng cái sai lầm ngớ ngẩn đó đã được sửa chữa. Ai đó đã chết. Vì vậy, đuôi trùng không bị đem cho rắn ăn. Và nó, Harry, sẽ bị thế mạng vô đó. Harry đã đi thẳng qua cái đầu thú bằng đá canh giữ lối vào văn phòng của Dumbledore mà không để ý. Nó chớp mắt, nhìn quanh và nhận ra nó đã làm cái gì. Bèn quay bước lại, dừng chân trước cái đầu thú đá. Rồi nó nhớ ra là nó không biết mật khẩu. Nó ngập ngừng, ướm thử. Kem chanh! Cái đầu đá chẳng buồn nhúc nhích. Harry trừng mắt nhìn Thôi được rồi Kẹo lê Ờ Que cam thảo Ông si sao Kẹo thổi xỉnh nhất tiệm Drupal Kẹo đủ vị hiệu Betty bớt Ờ Ờ mà Thầy đâu có thích mấy thứ kẹo đó đâu ta Ôi Làm ơn mở cửa ra đi mà Có mở ra không Harry tức tối kêu lên Tôi cần gặp thầy Chuyện khẩn cấp lắm cái đầu đá cứ tỉnh bơ lì ra harry đá nó một cái chẳng đạt được gì khác hơn là một cơn đau thấu trời ở đầu ngón chân cái nó cà thọt trên một chân gào lên nhái sô cô la bút kẹo chùm giang cái đầu đá bỗng bừng sống dậy và nhảy qua một bên harry chớp mắt lía lịa nó kinh ngạc thốt lên chùm giang thiệt hả ta Ủa mình nói đại mà đúng sao ta Nó dội vã đi qua cái lỗ hổng Mở ra trên tường Và đặt chân lên bậc cầu thang xoắn bằng đá Những bậc thang này từ từ di chuyển lên cao Theo dòng xoắn trung ốc Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Harry Đem nó lên tới một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng lưỡng Có nắm cửa bằng đồng sáng choang Nó nghe thấy có tiếng nói vọng ra từ bên trong Nó bước ra khỏi bậc thang Lưỡng lự chưa biết làm sao Thì nghe một giọng nói Cô Dumbledore Tôi e rằng cô không nhìn thấy mối liên hệ Không nhìn thấy cái gì hết Đó là giọng của ông bộ trưởng pháp thuật Cornelius foot Ông tiếp tục Ông Ludo nói hoàn toàn có khả năng là bơ tha đi lạc Tôi đồng ý là đã có lúc Chúng ta tưởng là sẽ kiếm ra được bà ta nhưng mà cũng như vậy thôi Chúng ta chẳng có chứng cứ gì về trò gian lẫn phi pháp cả Cụ Dumbledore Chẳng có bằng cớ gì hết Bởi vì sự biến mất của bà ta Là có liên hệ với việc mất tích của ông Crow Giống bão gõ của thầy Moody vang lên Và ông nghĩ là chuyện gì đã xảy ra cho ông Crow Hả ông bộ trưởng Ông Fudge nói Tôi thấy có hai khả năng Thần sáng à hoặc là ông Crow cuối cùng đã phát điên, điều này có thể lắm chứ bộ tôi chắc là ông cũng đồng ý, do hoàn cảnh cá nhân của ông, ông mất trí rồi đi lang thang đâu đó. Cụ Dimbador điềm đạm nói. Trong trường hợp đó thì ông đã đi lang thang cực kỳ lạ, ông Cornelius à. Ông Fudge có vẻ bối rối. Ờ uh, ờ uh, hoặc là ờ uh, uh tôi sẽ bảo lưu sự phán đoán cho đến sau khi tôi nhìn thấy nơi mà ông Crow được tìm thấy. Nhưng mà các ông nói là chỉ qua khỏi toa xe nhà Bo Spartan, một quán nhỏ thôi hả? Cụ Dumbledore, cụ biết người đàn bà đó là gì không? Cụ Dumbledore nhỏ nhẹ đáp. Tôi coi bà ấy là một nữ hiệu trưởng rất có năng lực và là một người khiêu vũ giỏi. Ông Fudge nổi giận Thôi đi mà cụ đứng đó Cụ không nghĩ là có thể đã nghĩ tốt cho bà ta Chỉ vì lão Harris à Không phải tất cả bọn họ đều trở nên vô hại cả đâu Ấy là nếu quả thật Cụ có thể coi lão Harris là vô hại ngay cả khi lão vẫn khoái kết tụi quá giật Cụ Dumbledore vẫn bình thản nói Tôi không nghi ngờ gì bà Maxim hơn ông Harris cả Tôi nghĩ có lẽ chính ông mới là người có định kiến đó Ông Cornelius à Thầy Moody cào nhạo Rồi chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này không Ông Fudge mất kiên nhẫn Phải, phải rồi Vậy chúng ta hãy đi xuống sân trường xem xét thôi Thầy Moody nói Không, không phải cái chuyện đó Cuộc thảo luận nên tạm ngừng Bởi vì Potter có điều muốn nói với cụ Cụ Dumbledore Cậu bé đang đứng ngoài cửa kìa